À mình bây giờ nè, đề nghị là một lát mình tắm mưa. Bây giờ không có nước tắm mình tắm mưa. Rồi chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay cái chiếc nhạc chở chiếc máy cắt 105 để lên cắt lúa nha các bạn. Bây giờ con kênh này nước rất là cạn nè, không biết quay đầu để ấp vô lên được hay không nha. Các bạn hãy theo dõi nha các bạn. Anh tài xế đang lấy cái mũi vô đó các bạn. Nước hiện giờ là rất là cạn kiệt nha. Con kênh chỗ này nó cạn lắm. Còn mấy cái chỗ của bạn thì không biết ơi sao nha. Đang vô đó các bạn. Vô đó các bạn. Rồi đạp nghiêng cái chẹt luôn các bạn ơi. Rồi sao được. Đạp cái đó đi, đạp xéo lại á. Đạp luôn, đạp luôn. Đạp ngay vô đi. Chỗ này rất là cạn nha các bạn. Đang đạp, đang quay đầu nha, đạp. Rồi bị cạn luôn rồi các bạn ơi, chiến dịch nằm ở trên rồi. Chiến dịch nằm ở trên luôn rồi. Dính lái rồi, quay hết đời rồi. Giờ mấy anh này kéo nghe các bạn. Mạnh lên. Hết nhúng nhích luôn rồi các bạn ơi. Chỗ này là chỗ đất cát nha các bạn. Mình thấy lên cái máy ngay chỗ cái bến này rất là khó nha. Ở đây nè các bạn, WD105 nha các bạn. Đó. Nhúc nhích được rồi các bạn ơi. Rồi bắt đầu tiếp tục vô một máy nữa nha các bạn. Cái máy này là cái chiếc chẹt này chịu thua đó các bạn. Bỏ cuộc rồi, đó chiếc khác vô nghe các bạn, chiếc trước cũng nãy cũng bỏ cuộc rồi. Bây giờ chiếc sau, còn một chiếc sau. Quay bà chú ấy ngồi chạy kìa. Rồi bắt đầu chạy tới nha các bạn. Đang đạp lấy lái để đi tới nha. Rồi cái chiếc đằng sau vô cái nữa nha các bạn. Chiếc đằng sau là mình thấy nó hơi dài hơn đó các bạn. Chở cái chiếc máy cắt rồi mà chiếc máy kéo luôn. Cái chiếc máy cắt đó hình như là DC-70 hay gì á. Mấy anh đang để đứng đi phụ tiếp kéo cái mũi luôn các bạn. Chịu cái mũi đó đừng cho nó quay tiếp á. Cái chiếc máy cắt đó là nông cơ lên lại nha các bạn. Còn đây là chiếc máy cắt DC-70 nha các bạn. Đây chở một chiếc máy cắt rồi chiếc máy kéo luôn. Thẳng tới luôn đi. Lấy sao mà ngay cái vấn đó đó. Tới cho nhiều đi, lấy nó vô cái vướng đó, lấy cái lái qua cái vướng đó đó mới vô nổi. Bây giờ cho đạp qua nha các bạn, qua đi. Qua nè các bạn. Mấy anh này chịu nha. Lên bao luôn. Đó, lội xịn lên đi, cố gắng lên. Rồi. Mạnh ơi.
đồ đạc nha các bạn. Hình như là mình thấy là cái bánh lái đó chắc hy sinh luôn rồi đó các bạn ơi. Rồi đạp, đạp mạnh lên anh ơi. Đạp mạnh lên, vô rồi đó, vô rồi đó. Cho má kéo lên đi, cho nó nhẹ cái đầu cái mình đưa ủi vô cái nữa hả? Bây giờ lên cái chiếc máy kéo trước nha các bạn, cho nó nhẹ cái đầu ở trước nè. Lên đi, bây giờ nhổng đầu nha các bạn, bây giờ cắm đầu rồi đó các bạn ơi, bây giờ bắt đầu lên cái dốc đó là cắm đầu đó, dở đầu đó các bạn ơi. Lên đó mấy anh kia lên dằn cái đầu nha các bạn. Lên đi. Lên rồi đó các bạn ơi. Quá tuyệt vời, cái ghế cũng khá là cao nha các bạn. Vậy, lấy gì rồi tôi dở cầu lên đi, dở cầu lên. Giờ mấy anh em dỡ cầu lên nha các bạn, để kéo cái chiếc kẹt lên. Cái gì trúng cái giò. Dỡ cầu lên đi, móc ở đây nè. Mình nên chọn mình về nè. Đó, kéo cái chẹt vô nha các bạn. Lên bờ luôn kìa. Ừ, kéo lên bờ luôn, kéo cái chẹt lên luôn. Đây nè các bạn, cái chẹt bây giờ lên bờ luôn rồi đó các bạn ơi. Ok rồi đó. Rồi lên là chiếc máy cắt lên cũng nhẹ luôn rồi các bạn ơi. Ê, phải không mấy chơi? Bây giờ lấy dây chịu nha các bạn. Đó, lấy cộng dây của cái tên cũng là đó, cộng đi. Ở cuộn vô cái giò không nó xanh đó đó. Rồi bây giờ anh máy cắt này điều khiển để chạy lên nha các bạn, chuẩn bị để đề máy nha. Rồi lên đi, lên nha các bạn. Lại lại, mẹ lên trên cái cầu nè. Ôi. Đỡ cầu kìa, đỡ cầu. Đỡ cho tao đi kìa. Rồi để lái tiếp tục hai chiếc đó lên nữa nha các bạn. Hai chiếc đó đang đậu ở đằng này nè. Rồi. Hai chiếc này đang chờ đợi để lên nha các bạn. Rồi anh này dìa lên nè. Máy xe rất là mạnh nha các bạn.
Anh quậy lát là chỗ này nó sâu hút luôn á. Rồi bây giờ cái chiếc máy cắt nông cơ lên lại 105 bắt đầu dê lên nha các bạn. Chịu lại chưa? Quay này chưa có đăng đâu, mai mốt mới có đăng lên. Nói cho người ta coi nha. Thâm tâm tê tê. Vậy? Thâm tâm hai chữ tê, thâm tâm chi tôm á. Thâm tâm chi tôm á. Thâm tâm tê tê lại vô hai chữ tê á. Rồi bắt đầu dê lên nha các bạn. À, cái đẩy này mới vui. Cái này cũng đẩy nó là cái chiếc này dài hơn nè. Không mà mình đi xéo. Đi xéo. Tại vì mình có cái kia mình xéo cái này. Bắt bộ nó phải lên nổi à. Sao xong thôi đi. Tuột nặng đi. Đang dê lên nha các bạn. Rồi bắt đầu chuẩn bị để lấy cái mũi vô nha các bạn. Quăng dây lên rồi đó. Rồi mấy anh này kéo cái mũi để cho cái anh tài xế ở đằng sau anh đập mạnh vô nha. Đập mạnh cho nó lên bờ giống như cái chiếc đầu tiên á các bạn. Sâu sâu, lấy cho nó ngay đi. Rồi vô. Rồi lên chút mắt rồi. Chết rồi. Đạp luôn này ơi. Đạp luôn, đạp luôn. Ủa được rồi. Xéo đi. Rồi một vòng màu này nó không có tên. Rồi đặt. Ở trên kia cũng có một cọng dây xích rất là dài nha, nói hai cọng luôn các bạn. Ở trên kia là cái anh nó kéo ở chỗ nào anh kéo chẹt nha. Nè ra chỗ đó đi để cho chẹt lên đi. Lên rồi đó các bạn. Lên luôn ơi. Rồi lên bàn ơi, lên bàn ơi. Thôi. Rồi bỏ cầu xuống rồi các bạn ơi. Rồi bị nghiêng rồi cây cầu, cây cao cây thấp rồi. Sửa cây cầu lại. Chiếc máy ai kia đang đi xuống ruộng nha các bạn, DC70 nha. Quá bự các bạn, mình lên trên các bạn. Rồi cái chiếc máy cắt DC70 là xuống mở máy đường nha các bạn. Mở để đậu máy rồi mai máy cắt nha. Rồi máy bắt đầu 105 bắt đầu đi lên nè các bạn. Lên nha các bạn. Mình quay lên mấy cái này trên này. Trên đó nha. Rồi bắt đầu. Lên đầu ở trên nha. Cắt lỗ bự bự đi. Ủa tao đi. Cái này cắt lúa rất là nhanh lẹ nha các bạn. Hàm lớn nha, mà cắt lớn luôn đó các bạn.
kia dính luôn rồi các bạn, tắt máy luôn rồi. Rồi bắt đầu ve ra sao nha các bạn, cho cái chiếc kia lên cái nữa. Chân vịt nó quậy cái lên xịn luôn các bạn ơi. Rồi chiếc đằng kia bắt đầu ve lại nha các bạn. À, bắt đầu anh hụ rồi các bạn ơi. Đó, lên xịn luôn. Kinh là kinh cạn nha. Lên cái bến này quá gian nan luôn. Thôi à, đủ mát có máu à. Đủ mẹ, đủ cha mấy anh này đang chuẩn bị để nếm cái dây mũi để kéo vô nha. Ủa má, như lễ hội quay quay thiệt chết anh. Mà cắt có 5 được con đất như lễ hội trời ơi. Trời. À mình bây giờ nè. Đề nghị là một lát mình tắm mưa. Bây giờ không có lương tâm mình tắm mưa. Ôi ôi. Rồi anh em tôi xuống để kéo tiếp cho các bạn. Kéo cái mũi. Ờ cha đi luôn đi. Rồi xuống những gì kéo mà. Mấy anh này để chuẩn bị kéo cái chiếc kia nha các bạn. Kéo chiếc này kéo tiếp luôn. Ba chiếc kia kéo, ba chiếc cái máy cắt này các bạn. Ba chiếc máy cắt, ba chiếc máy kéo luôn. Rồi bắt đầu lên máy nè các bạn. Trời ơi, đạp cái chỗ đó kìa các bạn ơi. Đó, ghê thiệt. Ghê không? Lên xịn luôn. Rồi bắt đầu chuẩn bị kéo cái chẹt nha các bạn. Kéo cái chẹt cho các bạn ơi, kéo cho cái chẹt lên bờ giống hồi nãy luôn á các bạn. Hai chiếc máy kéo nha. Ê, vượt dây ơi, vượt dây ơi. Vượt dây ơi. Rồi kéo lên luôn á các bạn ơi. Lên luôn một chiếc máy kéo à. Lên luôn ơi. Tới nữa, lấy cho ngay đây. Rồi giờ bỏ cầu xuống nha các bạn. Cái chiếc máy cắt sau này là chiếc máy cắt DC-70 nha. Rồi. Rồi bây giờ anh mới cắt, anh mới kéo ve lại để chịu cái chẹt cho các bạn. Để thôi máy cắt nó lên nặng quá nó tuột cái chẹt ra sau á. Dễ gì nhạc nó đụng ở sau kia nó cũng đâu có nhạc nữa đâu.
Rồi bắt đầu giờ xe máy cắt chạy lên nha các bạn. Chiếc kéo bắt đầu chạy lên luôn á các bạn ơi. Đó thì thấy chạy quá dữ luôn á các bạn ơi, chạy mong mẹ luôn chứ không cần cầm chặt đâu. Lên đó các bạn. Cắt bây giờ đã lên bến hết rồi trơn rồi các bạn. Rồi chuẩn bị để ngày mai cắt lúa nha. Đây 3 chiếc máy cắt rồi. 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc. Rồi 3 chiếc máy kéo luôn nha các bạn. Động một dọc nha. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha các bạn. Nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.